Comment của thầy giáo Lê Trung với bài thơ Bóng đêm của nhà thơ Võ Thị Như Mai. Bóng đêm dường như là không gian, là môi trường, là biểu tượng của sự không hiểu nhau trong các mối quan hệ. Xuất phát từ sự không hiểu bản chất của con người là cô độc. Mỗi người chúng ta sinh ra trong đơn độc và cũng sẽ chết đi trong đơn độc. Sự cô độc là trạng thái cố hữu của mỗi con người. Không ai ở bên bạn, bạn chỉ có một mình. Và phải hiểu rằng sự cô độc này quý giá đến nỗi không nên đánh mất nó. Một mình có nghĩa là thuần khiết. Một mình có nghĩa là bạn chỉ là chính mình chứ không phải ai khác. Một mình có nghĩa là bạn là vàng ròng không pha tạp với thứ gì nữa, chỉ là bạn thôi. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể có liên kết với người khác. Nó chỉ có nghĩa là bạn không tin vào các mối quan hệ. Gió lẩn thẩn trộn vào bóng đêm để lắng nghe bài chia ly rạng vỡ. Nếu bạn nhận biết rất rõ sự cô độc của bản thân, nhưng bạn lại yêu một người không tường tận sự cô độc của người đó, thì tình yêu sẽ không đi đến đâu cả. Mọi sự sẽ kết thúc sớm hơn bạn tưởng, bởi vì người đó sẽ đòi hỏi bạn phải tiến tới mối quan hệ. Một người cô đơn sẽ đòi hỏi một mối quan hệ. Họ sẽ nói rằng, anh hãy lấp đầy khoảng trống này, tôi rất cô đơn. Hãy là một phần của con người tôi. Nhưng một người đơn độc lại hiểu rằng ta không thể lấp đầy khoảng trống của bất kỳ ai, cũng như không ai khác có thể lấp đầy khoảng trống của ta được. Hai con người có thể gặp gỡ, nhưng vẫn sẽ là hai cá thể đơn độc. Tình yêu khiến bạn một mình, cô đơn biến mất và một mình sẽ nảy sinh. Hai chúng mình chìm vào cõi mông lung. Niềm tin yêu là giấc mơ đang thức. Hoàng hôn chảy về sông cho hương đêm rào rực. Nhớ về nhau hệt một nửa cuộc đời. Sự liên kết là một dòng sông chảy trôi không ngừng. Bạn có thể liên kết, và điều đó diễn ra vì bạn chỉ có một mình. Bạn là một cá thể độc lập, và bạn chỉ có thể liên kết với một người đã thấu hiểu sự đơn độc của chính người đó. Nếu không, bạn không thể liên kết với họ được. Và thật tuyệt vời khi hai cá thể cô độc có thể gặp nhau. Nó có thể không trở thành một mối quan hệ, nhưng vẫn là một liên kết, thông qua nỗi nhớ, thông qua niềm tin yêu. Giống như hoàng hôn liên kết với đêm, hoàng hôn chảy về sông cho hương đêm rào rực. Nó sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng thay đổi, một chuyển động, bởi đối phương đang thay đổi và bạn cũng đang thay đổi. Bạn không đứng yên và đối phương cũng không đứng yên, mặc cho mọi người mong muốn nó đứng yên, không thay đổi. Cho nên, ngọn nến của ta ơi chảy cả hai đầu ta quay về ngày, chẳng hiểu được nhau đâu. Đó là một thực tế, một thực tại rất huyền bí mà con người trong một mối quan hệ nào đó phải nhận biết được nó. Ví dụ, khi hai con người kết hôn, thì từng người đang kết hôn với một hiện thân nhất định mà sẽ thay đổi vào ngày mai. Người phụ nữ mà bạn cưới sẽ không còn như vậy vào ngày mai. Cô ấy đang sống, cô ấy đang phát triển, cô ấy đang di chuyển, ngày mai sẽ là chuyện của ngày mai. Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Nếu bạn mong chờ cô ấy vẫn nguyên ở đấy, trong khoảnh khắc bạn ký vào sổ đăng ký kết hôn, thì bạn chỉ đang cố gắng dừng đồng hồ mà thôi. Còn thời gian của thực tại vẫn luôn di chuyển, theo sau đó là con người cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng ngay cả khi bạn dừng đồng hồ, thì chiếc đồng hồ của bản thân bạn cũng không thể điều khiển được thời gian. Đó là một lẽ tự nhiên mà con người sẽ không thể hiểu được nhau trong các mối quan hệ, và mối quan hệ của con người giống như một ngọn nến chảy cả hai đầu và sẽ kết thúc sớm hơn con người ta tưởng. Ba câu kết của bài thơ tác giả đã viết: nhớ da diết, nhớ quắc quay vì sao đơn lẻ. Em cuồng vào lòng anh cô mèo lười nhỏ bé, nhảy nhót trong tim điều ước cuối cùng. Tình yêu thực sự không phải là một cuộc tìm kiếm để chống lại nỗi cô đơn. Tình yêu thực sự sẽ chuyển biến nỗi cô đơn thành trạng thái một mình. Để giúp đỡ người kia, nếu bạn yêu người đó, bạn sẽ giúp người ấy được một mình. Bạn không nên cố lấp đầy người ấy. Bạn không nên cố gắng hoàn thiện người kia bằng một cách nào đó, thông qua sự hiện diện của mình. Bạn giúp người được ở một mình, được sống trọn vẹn với chính bản thân. Khi một người hoàn toàn tự do, thì nhờ có tự do, họ có thể sẽ chia sẻ. Anh ta sẽ trao đi rất nhiều. Anh ta trao đi vì anh ta muốn thế.
Qua bài thơ Bóng đêm, một cảm tạc ngẫu hứng nhanh nhạy, rất có duyên với nhà thơ Như Mai cũng là một nhạc sĩ, âm thầm trèo đèo vượt suối, bất chấp sóng gió bão đùng cùng con thuyền hòa nhịp vang xa, âm trầm réo rắt nổi sóng lòng và nhịp đập trái tim khát khao rung động, bằng những tiết tấu giai điệu hàng hữu thắt chặt vào lòng người, đắm hồn xúc cảm, thật là khó nói hết sự hiện hữu trong thế giới âm nhạc. Vâng, xin mời các bạn hãy cùng chìm vào Bóng đêm do nhạc sĩ Quang Đậu hát mộc với cây đàn guitar. Xin trân trọng cảm ơn. Nhau đâu như giờ tiếng nhớ quanh quay
gầy nhỏ.